Hello, xin chào mọi người. Hôm nay em về cái hàng kem dưỡng da của Forencus. Thì Forencus là một cái nhãn hàng rất là nổi tiếng của Hàn Quốc với những dòng sản phẩm kem dưỡng và kem dưỡng nè, kem ngăn ngừa lão hóa và kem giúp cho da của mình được trị mụn trị thâm cao cấp nhất hiện nay. Và dòng sản phẩm Forencus hiện tại bên em đang về ba cái phiên bản mini. Đây là cái phiên bản mà được sự yêu ái và lựa chọn nhất trong thời gian qua. Hiện tại em đang có ba màu và hôm nay sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về ba màu của sản phẩm Forencus ngày hôm nay nó sẽ như thế nào và có công dụng gì nha. Hãy đón xem nha mọi người. Đây là cái phiên bản màu vàng. Phiên bản màu vàng này là có công dụng dưỡng trắng nè, giúp cho da của chúng ta sẽ được mơ thâm, giảm nám và đặc biệt hơn nữa là sẽ giúp cho da của chúng ta sẽ có một làn da đều màu và trắng sáng hơn. Dòng sản phẩm thứ hai của Forencus đó là Forencus màu trắng. Thì em này có tác dụng là dưỡng trắng và tạo nên một cái lớp makeup trên da rất là hoàn hảo, dành cho những chị em nào ở những lứa tuổi ví dụ như là từ 17 tuổi trở lên là đều có thể sử dụng kem này. Cái thành phần kem cũng rất khá là nhẹ nhàng, khá là lành tính nên khi mà đánh lên da nó sẽ không bị là châm chích hay là không bị kiểu như là kiểu không bị ứng đỏ hay là bất kỳ những thành phần dị ứng nào trên da của mình. Cảm giác cái da của mình nó sẽ được trắng lên theo từng ngày đó. Và tiếp theo đó là cái em Forencus màu đen. Thì Forencus màu tím cho mọi người. Đây là cái em Forencus mà ngăn ngừa lão hóa đối với những chị em nào ở những lứa tuổi từ 25. Mọi người hay để ý là cái da của chúng ta sẽ không giống như là cái thời mà còn mười mấy tuổi nữa. Da của chúng ta sẽ có điểm chảy xệ hơn, nhão hơn. Và đặc biệt là cái da của chúng ta, vùng da nó lão hóa nên nó sẽ xuất hiện lên rất là nhiều đốm nâu tàn nhang. Và cả những cái kiểu như là cái quá trình da của chúng ta nó giãn nở kiểu lỗ chân lông á mọi người. Thì chúng ta sẽ dùng cái em màu tím này. Đó, thì hồi nãy giờ là em đã review cho mọi người về cái ba cái màu sắc của nhà kem dưỡng trắng da Forencus rồi. Đối với những chị em nào ở mức độ da như thế nào thì có thể lựa chọn cho mình một cái dòng sản phẩm và cái màu sắc phù hợp để giúp da của mình được khỏe hơn, đẹp hơn và luôn luôn biết cách chăm sóc da của mình để cho da của mình lúc nào cũng được gọi là ở những cái lứa tuổi mà đẹp nhất có thể nha mọi người. Dòng sản phẩm Forencus này sử dụng như thế nào thì rất là đơn giản luôn nha mọi người. Nó cũng như là những cái dòng sản phẩm kem dưỡng da khác thôi. Chúng ta chỉ cần rửa mặt thật là sạch, sau đó chúng ta sẽ thoa một lớp toner lên da mặt để cân bằng độ ẩm, để giúp phát huy tác dụng của sản phẩm kem dưỡng da của mình mạnh hơn. Và sau đó chúng ta sẽ thoa kem dưỡng da của mình lên. Chỉ cần những động tác massage như thế này, đảm bảo da của mấy chị sẽ được là theo ý muốn của mình, làn da sẽ được mềm mịn mượt trắng sáng và đặc biệt là sẽ có những cái làn da nó sẽ ức chế đi những cái vết thâm rồi mùi tàn nhang rõ hơn. Mọi người ơi, hãy bỏ ra 1 đến 2 phút để chúng ta massage làn da của chúng ta, để da của chúng ta trở nên khỏe hơn, đẹp hơn và đặc biệt là sẽ lúc nào cũng cảm thấy cái da mặt của mình xinh tươi và tỏa sáng nhất có thể nha. Nhanh tay đặt hàng qua số điện thoại hotline của bên em là 0356605677 hoặc là 0355838057. Rất là vui để mà lên những cái video làm đẹp và chia sẻ những bí quyết làm đẹp, sẽ giúp hỗ trợ. Cũng đây là một cái kinh nghiệm làm đẹp rất là nhỏ. Nếu những anh chị em nào thích video này có thể đăng ký kênh bên em để xem rất là nhiều video khác cũng như những dòng sản phẩm khác bên em đang được review và đang được bán với cái mức giá cực kỳ tốt và em nghĩ là rẻ nhất so với thị trường. Hãy luôn là đối tác của mỹ phẩm Bát Cứng, cũng như là muốn kiếm thêm thu nhập nè, muốn làm cho mình được đẹp hơn thì đừng quên mỹ phẩm Bát Cứng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem video ngày hôm nay. Kính chúc mọi người vui vẻ, thành công và luôn luôn là xinh đẹp nha. Bye bye.